Các bạn ơi, hiện tại Tuấn Lùng đang có mặt tại hộ của anh Dùng, một người năm nay 43 tuổi ở một mình thôi. Cái tường này các bạn sẽ nhìn thấy cái tường nghiêng này. Đấy, Tuấn Lùng đứng cho mọi người xem cái tường này nhé. Mình đứng thẳng như thế này, các bạn sẽ thấy cái tường nó nghiêng xuống phía dưới, nó sắp đổ và được chống bởi hai cái cây. Đó, và nhà thì những cái con ong vò vẽ làm tổ trên đất. Các bạn biết là đây là đất cát, bấu nhẹ một phát là nó lở ra hết rồi này này. Thấy không? Đây, tất cả đều là đất cát cả, cực kỳ nguy hiểm. Mình khẳng định rằng cái tường này ấy, chỉ dùng lực đẩy nhẹ một phát là đổ xuống, nhưng mà anh ấy vẫn ở. Tuấn Lùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là sau 4 ngày vừa qua, Tuấn Lùng đã dẫn chị Hoàng Cường cùng với lại ekip với chị Ngọc Béo đến thăm được hoàn cảnh của hai hộ. Lẽ ra 4 ngày đi 4 hộ nhưng mà chị Hoàng Cường với ekip là ở lại để sống và trải nghiệm một tối với lại cái hoàn cảnh đó. Chính vì vậy mà trong 4 ngày qua thì đi được có hai hộ thôi, đó là hộ của chú Thảo ở tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, và hộ của bác trai em dâu A Phụng ở tại thôn Thượng của xã Đạn Ván, cũng thuộc huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Và trong ngày hôm nay thì sau 4 ngày, Tuấn Lùng đã đưa chân dẫn đường chị Hoàng Hường đi chơi với các cái hộ khó khăn. Đặc biệt khó khăn thì hôm nay Tuấn Lùng lại có một cái cuộc trải nghiệm thư giãn sau 4 ngày, nói chung là cũng vất vả, tại vì những cái ngày hôm đó là đi đêm về hôm thôi các bạn ơi. Hiện tại Tuấn Lùng lại tiếp tục có mặt tại xã Thèn Phìn của huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Những cái con dốc cực kỳ là lớn, và dưới này là những cái thác nước rất là lớn các bạn ơi. Hôm nay Tuấn Lùng sẽ vào đây để trải nghiệm, để tìm đến một số hoàn cảnh mà được người dân giới thiệu ở nơi này. Mông rất là xinh đang ăn kem. Cún ơi, ở đây có kem bán không? Thế mua kem, mình mua kem ở đâu về? Mua cháu mua ở dưới quán lên. À, mua ở dưới quán lên à? Thế đây là nhà cháu à? Wow, nhiều giấy khen đấy. Mà cháu xinh, bố làm việc ở xã à Cún? Kìa các bạn ơi, thác nước kìa. Đấy, từ ngay đầu nhà của cô bé này đi là nhìn thấy thác nước rồi. Em chào anh nhé. Ồ, thác nước kia đẹp quá nhỉ. Đây các bạn xem cái tầng trên, tầng dưới nó nhìn nè. Từ đầu nhà này đi là các bạn có thể được trải nghiệm cái thác nước rất là cao rồi. Đó. Trên kia còn một thác nữa kìa các bạn. Nó đổ rất là nhiều tầng xuống. Anh ơi, cái thác nước của mình ở đây ấy thì nó đổ là có tổng bao nhiêu tầng đấy? Năm sáu tầng à? Bên trên nó còn có thác nữa đúng không? Nước này là nó chảy ở từ trên chỗ thượng nguồn của Cáo Phìn xuống phải không anh? Của thôn gì? Thôn Hạ. Thôn Hạ? Không, em nói là cái đầu nguồn nó tít trên mà. Cũng là của Hạ thôi à? Ai là đẹp quá nhỉ, ở đây đứng nhìn đi thì rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, trên này thì có mấy hộ người Mông. Có một hộ là một anh năm nay chắc cũng ngoài 40 ở trên này. Là một người không bình thường, như kiểu bị khuyết tật ấy. Đấy, là ở một mình ở đây. Rất là nghèo, không có gạo ăn, toàn là phải đi xin ngô. Tức là không có vợ có con, là một người sống biệt lập luôn đấy, một mình đấy. Rất là vất vả. Tuấn Lùng cũng vừa hỏi cái anh ở bên này, vừa trao đổi với anh ấy thì bảo là anh ấy nhà không có cửa, nhưng mà không có nhà là không có cửa thôi. Tuấn Lùng rất muốn lên trên hộ của anh đấy. Tên gì nhỉ? Lại quên mất tên rồi. Đấy, ở biệt lập một mình trên đó đấy. Nhớ tiền. Rất là vất vả luôn. À, đang
Ở nhà không? Không biết rồi. Ở nhà. À, tí hay là mình đi theo cái đường kia lên nhỉ? Đường lên là lên đấy. Mình sẽ lên hoàn cảnh của anh kia để tìm hiểu nhé các bạn này. Tít trên núi luôn. Mây rất là đẹp. Phong cảnh thì cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ Tuấn Nùng sẽ lên hôm nay đi khảo sát, đi tham quan cái phong cảnh. Và ngay bây giờ thì Tuấn Nùng sẽ mời các bạn lên với hộ của anh ở một mình trên này. Anh ở một mình thôi, còn chưa biết tên. Đó, nhà đây các bạn ơi. Nhà thì ở đây rất nhỏ, thấy cái đầu người đang thò đây, chắc là anh ở nhà rồi. Phải leo dốc các bạn ạ. Rất xa, đi thôi. Rất là cao các bạn ơi. Đây, thang nước đây. Tấm nùng cho mọi người xem từ trên này đi. Đó. Wow, nước to rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Nước hôm nay to hơn hôm nọ Tuấn Nùng đến. Rất là đẹp. Nước đổ mấy nhịp. Các bạn có thể nhìn thấy cái độ dốc xuống. Dốc xuống. Và dưới này cũng là những cái thác. Đó. Rồi xuống tiếp dưới kia luôn. Nhiều nhịp thác lắm các bạn ạ. Nhưng mà cái nhịp thác đẹp nhất thì nó lại nằm ở ngay chỗ cái cầu để đi sang thôn Hạ. Hay là thôn gì nhỉ? Trong này gọi là thôn gì á? Thôn Thượng. Thôn Thượng Thèn Phìn. Đó. Rất là đẹp. Wow. Rồi đi lên nhà của anh kia trước đã. Tí về mình sẽ đến thác ngắm sau. Đó các bạn ơi, một mình một cái ngôi nhà chênh vênh ở trên này đây này. Đó. Mệt. Thật sự là các bạn nhìn thấy cái đường đây không? Đó. Leo rất là đứng luôn. Phải nói rất đứng này này. Tuấn Hùng cho các bạn xem những thử dụng bậc thang nhé. Đây. Đấy, đường nó ở dưới này. Các bạn sẽ thấy là cái độ dốc. Các bạn nhìn nhìn chỗ màn hình Tuấn review cho mọi người xem này. Độ dốc của ruộng bậc thang đây. Nó chạy dọc lên luôn. Đó, theo cái sườn núi luôn. Rất là dốc này các bạn. Đó, các bạn xem nhé. Từ trên này là ruộng bậc thang nó đổ đều xuống thế này. Đó, có một cái nhà ở đây. Rồi. Đó, và dưới này thì là những cái vực rất là sâu. Sắp đến rồi. Phải cố gắng lên. Thật là tò mò về hoàn cảnh anh này. Anh ấy sống một mình luôn. Không vợ, không có con, không có gì cả. Lại là một người như kiểu khuyết tật đó các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng lên đến đầu nhà rồi các bạn ơi. Một mình ở trong căn nhà này đây. Trời ơi. Bức tường sắp đổ rồi. Anh trồng quả đậu á. Những cây quả cà tím nữa rất là tốt luôn. Quả đậu. Những khóm nghệ. Cà tím rất là nhiều. Ôi, ngôi nhà. Con gì đây? Con ong à? Không biết ạ. Nó bộ ở tường. Ui, cái nhà này sắp đổ rồi. Điền trên này sợ không? Em mà nói chuyện đi, anh biết nói tiếng phổ thông không?
Này các bạn nhìn này, cái nhà khiếp không? Cái tường nứt hết. Cái này không phải đất đỏ, cái này gọi là như kiểu đất sét, đất trắng trắng. Rất là mùn luôn này các bạn ơi, rất là mùn, bụi hết cả rồi. Cái tường này cảm giác như sắp đổ, được chống bởi hai cái cây, cái cột. Nếu không có hai cái cột này Tuấn nùng nghĩ là đổ rồi, nguy hiểm quá. Em chào anh nhá. À, nói được tiếng phổ thông à? Ồ, cái tường của anh sắp đổ rồi. Cái tường nhà này sắp đổ rồi. Không sao á, nó đổ thì làm thế nào, nó nghiêng hết rồi. Nó chuẩn bị ra thôi. Nó chuẩn bị đổ thôi chứ gì? À, cuối cùng Tuấn Nùng cũng lên được đến nhà anh rồi. Anh tên là gì? Dùng thôi. Anh Dùng à? Sùng Đại Dùng à? Ma. À. Ma thôi. À. Ma Dùng. Ma Sao Dùng. Ma Sao Dùng. Một mình anh khác ở đây. Đó. Sao không lấy vợ? Chưa lấy vợ á? Không ai lấy à? Không. Ôi trời ơi. Cái nhà anh sắp đổ rồi, ở thế này thì làm gì có đứa nào nó dám ở cúng. Ai chà. Leo lên đây nóng phết à. Các bạn ơi, đây là nhà của anh Dùng này, rất là bé đấy. Đấy, được chỉnh tường nhưng mà tường cái đất này là cái đất cát đấy. Chứ nó không là đất đỏ nên là nó rất là mùn. Đấy. Anh Dùng năm nay được bao nhiêu tuổi rồi anh? Lấy 43. 43 tuổi rồi. Mà chưa lấy vợ. Chưa. Ai chà. À, anh đang đan cái sòn này để mang đi bán à? Cái điệu ấy. À, cái điệu đan để mang đi bán đấy. Anh ấy đang đan một cái điệu các bạn này. Đấy. Đan bằng cái tre, cái mai. Đây, trong nhà thì không có gì đâu. Ngoài một cái ấy để đập thóc, cái lu để đập thóc. Đấy. Với lại một cái gác này, một cái cầu thang lên cái gác này. Tối là anh ngủ trên này à? Ừ. Ôi, em nặng nặng một tí là biết lên cầu thang của anh có sập không đây. Ui, trên này mát nhỉ. Có cả củ tỏi à, củ kiệu nhỉ. Kiệu. À. Ôi. Bà rô này. À. Nhà không có một cái gì hết, còn mỗi cái nịt các bạn này. Đấy. Đây là cái cây thuốc lào đây, người dân trồng, người ta trồng xong là hái về để khô xong sau đó là người ta tự thái ra. Đây là cũng có một mẹ gà này. Cũng chỉ có một mẹ gà mái ở đây thôi. Cái quẩy tấu này anh đan lên thì bán một cái bao nhiêu anh? 30-40 nghìn một cái á? Một cái như thế này là 30-40 nghìn à? Ô, rẻ quá nhỉ, không đặt công á. Cũng có cái cày nhé các bạn nhé. Đấy. Anh ở một mình, cái bức tường này nghiêng quá. Đứng ở bên ngoài anh sợ quá. Anh sợ nó lở quá. Các bạn có thể thấy là cái bức tường nghiêng, dã man. Ê, cái này anh không chống cẩn thận là nó bị lở á. Không, quá rồi, nhưng mà không làm được. Một mảnh thôi. Không làm được á? Thế thì anh sao không để đẩy cho nó đổ đi xong là lấy cái cây rào tạm vào chứ? Người không làm được. Một mình không làm được à? Không có ai giúp à? Ừ. Ồ, vất vả nhỉ. Năm nay 43 tuổi. Đấy, trong nhà bé tí luôn. Người thì là những người đời thì ở được thế này thôi. Hôm nay ăn cơm với gì anh? Cái này cơm cho mèo hay là anh ăn đấy? Có mỗi một tí rau rừng. Ôi chết rồi. Cái này làm đổ cái ống điếu của anh mất rồi.
có một tí rau rừng với bát cơm này hay là anh ăn nè. Nhà chẳng có cái gì cả, không có một cái gì luôn các bạn ơi, đúng không có một cái gì luôn. Thực sự nhà trình tường có nghĩa là sao mà tuần tính cho mọi người nhé, 1m 2m 2m rưỡi thôi, khoảng 2m rưỡi thôi. Cái tường này là bị, các bạn biết là ngày trước là nó liền vào bức bên này, nhưng mà bây giờ là nó bị nghiêng, nó nghiêng hẳn ra, nó xé cái chỗ nối kia ra tạo thành một cái vết. Ê, cái này mưa to sợ đổ lắm, nguy hiểm quá. Vâng anh, em làm đổ rồi, nước ở trong nó đổ mất rồi. Anh ở một mình ở chỗ này không sợ à? Không sợ đâu. Thế anh có ý định lấy vợ không? Không định đâu đấy. Ôi dồi, cái kiềng của anh đâu? Không có kiềng à? Cái kiềng phục thôi. À, tức là đến cái kiềng cũng không có. Lấy củi làm thôi. Lấy củi để làm luôn. Tức là anh lấy củi để làm cái kiềng luôn. Xong anh đun lửa ở dưới nó à? Để đun nước. Ngay rồi, ôi. Đấy, bắc củi như thế. Như thế này thôi mà. À, xong là đặt cái ấm lên à? Ai chà. Cái kiềng ở dưới thì là gãy rồi ạ. Cái kiềng bị gãy rồi á? Khổ thế trời. Em lo cái tường của anh bị đổ xuống lắm, tại vì là nó nặng quá rồi, nó nghiêng hết rồi. Vâng vâng anh cứ làm đi. Thế trưa nay anh ăn cái gì? Anh ăn cơm với cái gì? Ồ, có một cái cây đan giống như cái kỳ đấy, cái cáng này các bạn ạ. Và trên này thì sẽ có một ít ớt và một ít canh quả bí. Thế chưa anh ăn cơm với canh bí à? À, cơm thì còn một tí thôi. Đấy. Thế còn gạo ăn không anh? Gạo này thôi. Gạo có bằng đấy đấy á? Xin ai hay là ai cho à? Hả? À, xuống chợ xong là bán cái điệu xong là lấy tiền đấy đi mua. Ôi vất vả nhỉ. Em nói thật là em cũng đi rất nhiều hoàn cảnh rồi, cũng đi rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà hoàn cảnh của anh sống một mình như thế này mà anh là người rất chịu khó nha, đan điệu đấy, đan những cái quẩy tấu đi bán quẩy tấu xong rồi là lại lấy tiền đấy mua gạo về đấy. Ngoài ra những cái điệu nhựa này cũng phải mua này các bạn này. Cái điệu nhựa này là cái điệu của Trung Quốc, nó sản xuất ra và bán chợ rất là nhiều. Ôi trời ơi, em lo nhất là cái tường nhà anh bị đổ rồi, nguy hiểm quá. Thế là anh đan được hai cái kia rồi nhỉ? Cái này là đang đan dở đúng không? Quá quỷ quá như quá chậm quá. Chào khá dân mình cũng chua quá. Có đồ ăn này tôi quay sẽ tiếp tục dù chứ mà nó để là băng dự tế nó. Cần bao nhiêu chủ nhật? Anh đang được bao nhiêu cái điệu rồi, hôm nào anh xuống chợ bán đấy. Mai có xuống không? Mai chủ nhật có xuống không? Xuống. Mai xuống à? Anh đan được mấy cái? Đan 3 cái thôi. 3 cái à? Mà anh mang ba cái điệu đấy cho em nhé. Em mua hết cho anh. Một cái bao nhiêu? Một cái thì là đúng là 80.000. 80.000 à? Anh mang cho em ba cái điệu nhé, sáng mai ấy. Em trả anh 100.000 một cái. Nhá. Ok, mai anh cứ mang xuống em lấy cho anh 100.000 một cái. Anh biết quán cơm Một Thu không? Nhân đặc cơ luôn. Thôi mai sáng mai em ra chợ, sáng mai em khách ra chợ. Anh bán ở chỗ nào? Em ra chợ em lấy. Đi cái chú bán điệu bán thôi. Chỗ bán điệu gì? Ở chỗ cổng văn hóa đúng không? Cái nhà to to của văn hóa đúng không? Đúng rồi. Rồi mai em đến em lấy cho anh hết cả ba cái, mỗi cái 100 nhá. Vâng. Ok,
Mai anh xuống chợ đi xong là em sẽ mua đồ cho anh nhá. Không đánh bán thì là hết thuốc nhà anh hết gạo ăn gì. Được rồi, mai em sẽ cho anh gạo. Mai anh mang điệu xuống cho em. Nhớ chưa? Ok, còn bây giờ em sẽ quay qua cái nhà của anh một tí. Trời ơi, này. Đấy, không có cái kiềng cơ các bạn ạ. Không có cả cái kiềng cơ. Trời ơi, không có cái kiềng này. Xong là nhà thì rất nhỏ, cái tường này thì nghiêng. Nói thật ra mình quay như thế nào để cho mọi người có thể nhìn thấy cái độ nghiêng của cái tường này, vì là đáng sợ. Nó nghiêng sắp đổ luôn. Đây là những cái con dao và những cái cây mà anh chuẩn bị anh chẻ anh làm điệu đây. Tí anh cứ làm điệu nhá. Này. Dù anh ấy ở một mình, không có vợ con anh em gì hết, nhưng mà những cái cây quả đỗ anh khắc tự trồng rất là xanh tốt luôn. Đó, cũng có những cây ớt, có những cây gừng. Đấy. Anh khắc tự làm hết. Còn Tuấn Nùng nói với các bạn này, cái đất ở đây ấy, là cái đất cát. Đó. Nó lại không thuộc cái dạng đất đỏ. Cái tường này ấn một phát nó lở ngay, các bạn thấy không? Cái tường nhà này, mình nói thật với các bạn, chỉ cần bóp nhẹ thế này nó lở hết ra này. Đó, đây này. Cả cái này thì bây giờ mình ấn phát là rụng ra ngay. Và những cái con ong đất, tò vò ấy, nó làm tổ ở đây rất là nhiều luôn. Đó, nguy hiểm quá. Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy cái hoàn cảnh là như thế này luôn. Xem nào, anh có một cái chuồng lợn bé bé. Không biết có con gì ở trong không thôi. Ồ, không có lợn đâu các bạn ơi, chỉ là một cái chuồng thôi. Chỉ là một cái chuồng và anh để phơi những cái cây để làm cái điệu ở đây. Đó. Ở trên này thì rất là cao. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là trên này có thể nhìn xuống được cái khu thung lũng ruộng bậc thang rất là xanh tốt. Đấy. Nhà anh thì một mình. Một nhà không ai hỗ trợ để làm nhà, sửa nhà. Nên là nó nghiêng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái tường nó nghiêng so với mặt bằng. Anh ấy phát xung quanh nhà, phát gọn. Rất chịu khó, tức là một người cũng rất là chịu khó. Đây là một người rất chịu khó, không phải có cái sự lười. Nó rất là chịu khó làm luôn, đan điệu. Sáng mai anh ấy bê điệu xuống, Tuấn Nùng sẽ đi chợ sớm và mua 3 cái điệu cho anh ấy. Chưa biết mua để làm gì, cứ mua để đấy thôi. Đấy, ruộng bậc thang thì rất là đẹp. Các bạn thấy cái ruộng bậc thang dốc không? Rất dốc. So với cái mái nhà này các bạn có thể hình dung ra. Đấy. Đây không có điện đâu đúng không? Điện có gì dưới kia. Tức là nhà anh ấy không có điện. Ở đây không có điện, một mình nằm trên núi này. Các bạn ơi, hiện tại Tuấn Nùng đang có mặt tại hộ của anh Dùng. Một người năm nay 43 tuổi ở một mình thôi. Cái tường này các bạn sẽ nhìn thấy cái tường nghiêng này. Đấy, Tuấn Nùng đứng cho mọi người xem cái tường này nhé. Mình đứng thẳng như thế này. Các bạn sẽ thấy cái tường nó nghiêng xuống phía dưới, nó sắp đổ và được chống bởi hai cái cây. Đó, và nhà thì những cái con ong vò vẽ làm tổ trên đất. Các bạn biết là đây là đất cát. Bấu nhẹ một phát là nó lở ra hết rồi này này. Thấy không? Đây, tất cả đều là đất cát cả. Cực kỳ nguy hiểm. Mình khẳng định rằng cái tường này ấy, chỉ dùng lực đẩy nhẹ một phát là đổ xuống. Nhưng mà anh ấy vẫn ở. Đây nó có chỗ nối này các bạn này. Chỗ này là cái chỗ nối này. Đây còn có những cái cây tre từ ngày xưa ấy, Người ta rằng để khi chỉnh tường là nó có cái chỗ nối. Và bây giờ là nó bị lở. Tức là nó bị nứt. Nó xé luôn cái chỗ rằng này ra. Và nó nghiêng xuống. Và anh ấy đang kè vài viên đá ở trên cái tường bằng cái đất cát như thế này. Rất là nguy hiểm. Anh Dùng, 43 tuổi, ở một mình, không có vợ, không có con, không có anh em họ hàng với ai cả. Anh ấy trồng được rất là nhiều cây. Như các bạn thấy đây là những cái cây ớt này. Đó, những cái cây quả ớt. Và dưới này là những cây quả cà tím bắt đầu mới ra hoa thôi này. Các bạn ơi, bắt đầu có hoa. Và những cây bí, ngoài ra thì có những khóm nghệ. Rồi những cây quả đậu đũa anh ấy tự trồng. Và anh ấy đan cái điệu các bạn ạ. Anh ấy đan cái quẩy tấu. Đó, đan cái quẩy tấu để làm những chiếc điệu. Và mai là chủ nhật anh mang ra bán. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái độ nghiêng không? Tuấn Nùng đứng đây, Tuấn Nùng cảm thấy rất là sợ này. Đó, các bạn sẽ thấy cái độ nghiêng không? Cái này nếu mà nó đổ là nó đổ về phía bên này á.
Hiện tại là anh đang chống bằng cái cây này này. Đấy, rất là nguy hiểm. Têm vào các bạn ạ, têm vào. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Nếu mà ai được đó đứng ở dưới vị trí chỗ Tuấn Hùng đang đứng ở bên này mà cái tường này ụp xuống, khẳng định với các bạn là con trâu cũng phải chết, vì cái tường bằng đất này nó rất là nặng, nó nặng đến hàng tấn. Nó không hề nhẹ một chút nào hết. Thật sự là rất nguy hiểm luôn. Lần đầu tiên Tuấn Hùng được trải nghiệm đến một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một người ở không nơi nương tựa, tức là ở một mình thôi. Đơn độc và tự lấy những cây tre, cây vầu về đan những cái quẩy tấu mang ra chợ huyện bán để đổi mua lấy gạo ăn. Còn là ở xung quanh nhà anh trồng rất là nhiều rau, cũng rất là chịu khó. Mỗi tội cái nhà thì chịu chết rồi. Anh ấy bảo sao không sửa nhà đi thì anh bảo là không có ai hộ cả, không có ai giúp cả, không có ai, không có anh em gì cả. Đó, mái pro thì cũng thủng khá là nhiều rồi. Nói thật là vất vả quá. Em sợ cái đi ở trước cửa nhà anh em, sợ cái tường này nó ụp xuống quá. Không lo gì đó. Lo chứ. Trời mưa trời nắng là lo lắm ấy. Okay. Thế bố mẹ anh còn không? Của bố mẹ bán nhà bên kia này. À, bán cái nhà bên kia à? Hôm trước mà bố mẹ là cho con trâu mà con trâu ngã chết hết. À, tức bố mẹ cũng cho anh con trâu nhưng con trâu bị ngã chết rồi. Ồ, vất vả nhỉ. Tức là anh là bị khuyết tật là tức là cũng là nói chậm, với lại mọi cái là chậm hơn người bình thường một tí đúng không? À, anh làm đi, anh cứ làm cái việc của anh đi. Anh đan đi, đan nốt cái điệu đi, không mai là không kịp mang xuống chợ huyện là em không mua được đâu. Em lấy ba cái nha. Vâng, anh cứ làm của anh đi. Đấy, anh đang làm điệu. Nhà anh ở trên này là cao quá. Ở đây Tuấn Hùng có thể nhìn thấy xe Tuấn Hùng để dưới đường này các bạn này. Này, tiếp dưới này. Đó. Có hai đứa trẻ đang vác. Hai đứa đang vác cái bao gì đó. Xe mình để tiếp dưới đường luôn. Rất là xa. Xa lắm các bạn ơi. Đó. Cao hun hút luôn. Thế bây giờ lắp cái vòng đấy vào xong là đan tiếp à? Ừ, nói thì cái này xong rồi. À. Thì đăng cái này thì xong rồi. À.
Từ lúc đi chặt cây cho đến lúc về làm một được một cái điệu như này mất mấy bao lâu anh? Được mấy ngày mới xong một cái? Đi cắt một ngày thôi. À, đi cắt cây một ngày. Ừ, lại về thì muốn chặt dây. Thế làm đan được một cái điệu này mất bao lâu? Nó là 3-4 hôm thôi. À, 3-4 hôm thôi. Dùng chân đạp nữa. Làm cái này khó phết đấy nhỉ, phải học đấy nhỉ. Khó làm luôn. Cái này khó làm lắm à anh? Cái này phải học mới biết làm đấy nhỉ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là những cái vết này rất là còn mới thôi. Tức là lợn thì chắc là mới chết thôi. Đấy, anh vừa cấy ruộng xong. Mới chết. Ở đây là thuộc thôn Thượng Thôn Hạ. Và phía bên này là thôn Cáo Phìn của xã Thèn Chu Phìn. Và khi mà lật khỏi cái đỉnh núi cao cao này này, ngay trước mặt đây các bạn ơi, thì sẽ đến xã Đản Ván. Xã Đản Ván chính là xã mà có vợ chồng A Phùng đấy, với lại hai cháu mồ côi Thảo Vàng Pao. Và trên cái đỉnh này các bạn biết không, trên đúng cái đỉnh núi này có một cái ao nước gọi là ao thần, nằm trên xã Đản Ván. Tức là trên đỉnh núi nó có một cái hồ nước tự nhiên. Chả biết là mùa này có nước không? Có, mùa này hồ nước là nó tự nhiên luôn đó. Và ngày xưa các cụ nói ở đấy có thuồng luồng hay có cái gì đó, thì hôm nào Tuấn Hùng sẽ lên đó khám phá và review cái cảnh cái ao thần cho quý vị khán giả được xem nhé. Đứng ở trên đó có thể nhìn được sang bên này, tức là sang xã Thèn Chu Phìn, và bên kia thì có thể nhìn được về phía Đản Ván cũng như là phía xã Tung Sán, về cái đỉnh Tây Côn Lĩnh cũng như là đỉnh Chiêu Lầu Thi. Đỉnh Chiêu Lầu Thi thì ở chỗ nào nó cũng nhìn được, nó nằm trên một cái dải núi phía mây bên kia các bạn này đó. Phía mây tít ở đằng kia là cái đỉnh Chiêu Lầu Thi này. Đấy, mây bao phủ đây này. Đó, là đỉnh Chiêu Lầu Thi. Còn đỉnh Tây Côn Lĩnh thì nó nằm biệt lập và độc lập hơn nên là khó nhìn hơn. Hôm nay Tuấn Đùng đến đây thì cũng cho quý vị khán giả cùng Tuấn Đùng lần đầu tiên được trải nghiệm một cái hoàn cảnh một anh sống một mình, biệt lập. Nhà thì sắp đổ hết rồi. Nếu mà cái tường này đổ là nó sẽ xé toàn bộ cái nhà này, kéo cả cái nhà này đổ luôn. Đó. Anh Dùng một mình luôn, 43 tuổi, chưa có vợ, chưa một mảnh tình nào vắt vai cả, chẳng có ai yêu, cũng chẳng có ai lấy. Anh thì đan những chiếc quẩy tấu để bán với giá là 80.000 đồng. Đấy là giá chung, tại vì là các bạn biết rồi, khi mà Trung Quốc nó sản xuất ra những cái điệu bằng nhựa đấy, nó thì cái giá thành của những cái sản phẩm thủ công của người dân đan tay như thế này là sẽ bị giảm xuống rất là nhiều. Nó bị làm sao lại tháo ra anh? Nó cái này to tí. À, nó hơi to một tí à? Nó trường bé một tí. À, tức là bây giờ anh lại sửa cho nó bé một chút. Thế anh nhớ là ngày mai mang điệu xuống chợ nhá, em mua nhá. Xong mai em sẽ mua tặng anh cái kiềng. Bát đũa còn có không? Bát đũa cũng không có đúng không? Mà em tặng anh một cái dây đũa, một dây bát nhá. Xong là em sẽ tặng anh cả gạo nữa, mắm muối mì chính nữa. Nhưng mà mai phải bán cho em ba cái điệu này 300.000 nhá. Mỗi cái 100, em trả 100. Đồng ý không? Vâng, hôm nay lần đầu tiên em lên đây em mới biết được cái hoàn cảnh của anh thì khó khăn thật sự luôn. Một mình ở, rất khó khăn, rất chịu thương chịu khó. Đấy, tự làm. Và đan những chiếc quẩy tấu rất là đẹp luôn, cái này thì rất là đẹp rồi. Đó, bạn nào đặt gạch thì liên hệ ngay với Tuấn Nùng này, đấy, đẹp chưa? Đấy, các bạn xem này, các cái đường đan này, nó đều đi chéo nhau. Đấy, đi so le chéo nhau xuống hết phía dưới này, và phía dưới này thì được tết bằng lạt rất là chắc. Đấy, đây đít đây, quá ok luôn. Đây là ở phía đít, còn ở phía trong này. Đấy, các bạn sẽ thấy những cái sợi lạt này sẽ được xỏ xuống và xiên xuống hết dưới này. Đấy, anh bây giờ anh phải sửa cái vòng này nhỏ hơn một chút. Hôm nào anh làm cho em mấy cái bé được không? Được. Làm bé hơn bằng một nửa cái này thôi. Ừ. Nhá. Được. Anh làm cho em 10 cái đi. Được. Nhé. Được. Bé hơn bằng một nửa cái này thôi nhá. Ừ. Làm nó bé thôi. Ừ. Nhá. Được. Đấy, anh cứ làm. Nó nước không? Vâng. Mai anh xuống chợ thì anh em mình gặp nhau dưới chợ nhá. Được. Còn bây giờ em đi thác chơi đây. Được.
Thác nước đẹp quá, phải đi thác nước chơi mới được. Khói làm chiều. Đấy. Bùn nước, bùn nấu ăn không có cái kiềng các bạn ơi. Nhà chẳng có gì ngoài hai cái nồi gang, một nồi để nấu canh, một nồi để nấu cơm. Đấy. Thôi anh làm nhé. Bọn em đi xuống dưới thác chơi một chút. Vâng. Phép mùa đây. Nhân mùa. Các bạn ơi, Tuấn Nùng cũng vừa cho các bạn thấy được cái hoàn cảnh của anh ấy. Cái áo không rách hết rồi nhỉ? Cái áo rách hết rồi. Có cái gì còn quần áo không? Anh có quần áo mặc không? Có thôi chứ gì. Thế mai đi xuống chợ nhá. 4 giờ dậy đi rồi đúng không? Thế 7 giờ gặp em ở dưới chợ nhỉ? Ok, xong rồi mai em mời anh đi ăn sáng nhá. Anh có dùng điện thoại không? Có số điện thoại không? Không có đâu. Không có đâu à? Ồ, đi chợ còn phải đi bằng chân thì làm sao mà có điện thoại được. Anh ấy rất là vất vả. Anh dùng Marcel dùng một người Mông sống biệt lập một mình cực kỳ là vất vả. Đấy, đất đai xung quanh nhà thì rất là dốc các bạn ơi. Đây này, Nùng cho quý vị xem ngôi nhà này. Đấy, tường xé ra một cái ngôi nhà rất là nhỏ, rồi những cái con vỏ vé thì bầu xung quanh tường này để làm tổ, vì cái tường này được dựng bằng đất cát. Đó. Ở trên này thì view rất là đẹp, phong cảnh thì rất là hữu tình luôn. Một mình khắc ở một nhà bé tí tẹo. Còn bây giờ thì Tuấn Nung mời quý vị tiếp tục quay trở lại với thác nước. Đó, hai anh em sẽ xuống dưới thác để review lại cảnh cái thác. Cũng qua cái tập phim hôm nay cũng mong sao là Tuấn Nung mong sao là sẽ có nhiều quý vị khán giả, nhiều mạnh thường quân có thể biết đến hoàn cảnh của anh Dùng này. Đó, để có thể là chia sẻ hỗ trợ một chút yêu thương cho gia cảnh anh ấy. Chả biết là ở phía dưới gần đường kia thì anh ấy có đất và có thể làm được nền nhà hay không. Đấy. Suối nước thì rất là trong này. Chưa ở trên này cao quá, đi lên đây cũng rất là vất vả rồi. Một mình ở trên núi. Không có vợ, không có con gì cả, sống biệt lập một mình. Nhà thì sắp đổ, Tuấn Nùng lo nhất là nhà đổ đấy, kéo toàn bộ cái nhà đấy đổ là nếu mà anh ở trong nhà rất nguy hiểm. Tối thì anh ngủ trên gác còn đỡ. Đổ thì anh chỉ bị hẫng rơi xuống thôi. Chứ còn nằm ở dưới mà để cái tường nó đổ xuống thì nguy hiểm quá. Thực sự là leo lên đây rất là dốc luôn. Bên này thì cảnh vật thật là yên bình, rất là hữu tình, cảnh rất là đẹp luôn. Tuấn Nùng vừa lên hộ của anh Dùng. Bây giờ thì Tuấn Nùng sẽ mời quý vị tiếp tục đến với lại thác nước thôn thượng của thèn Chu Phìn. Đấy, đây là một thác nước rất là đẹp. Hôm nay thì nước có vẻ to, đường hơi nhỏ, nếu mà đi gặp xe là dễ hôn nhau lắm. Wow, hôm nay nước to hơn, đẹp hơn nhiều đấy. Đây là một cái thác này các bạn ơi, toàn đá luôn. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Chỉ tiếc là mình còn nghèo quá, mình chưa có mua được flycam để bay thôi. Nếu mà có flycam bay thì rất là đẹp luôn rồi. Tuấn Nùng đang qua chiếc cầu các bạn ơi. Đây ở phía dưới này cũng là những gành nước đổ sâu xuống phía dưới hạ lưu. Đó. Đây, còn ở đây nhìn đi đây. Tuấn Nùng cho các bạn xem. Quá tuyệt vời, nước trong xanh luôn. Các bạn đây, thác nước này. Quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Rất là hùng vĩ, đổ ở độ cao khoảng 100 mét xuống.
ở dưới này đến đây thôi, chỉ mới xuống qua cái cầu số 1 chút thôi, và cái hơi nước á làm cho mình cảm thấy rất là mát lạnh rồi. Mời các bạn theo tôi. Chưa các bạn ơi, quá đẹp, quá đỉnh, quá tuyệt vời luôn. Nước bắn tung tóe, trời ơi. Bây giờ mình vào gần hơn một chút á, là kiểu gì là cái những giọt nước nó sẽ bắn lên kia ống kính máy quay đó. Quá tuyệt vời các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy con cầu vồng rất là rõ luôn, rất là đẹp. Những bụi nước bắn xuống, những con nước rất là lớn luôn, tung trắng tinh luôn, đẹp tuyệt vời. Ở đây thì mát lạnh luôn, chẳng muốn tắm các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, rất là tuyệt vời, các bạn có thể thấy rất là lớn luôn, quá là đẹp, nhìn thấy cả cầu vồng luôn, rất đẹp luôn. Tuấn Nùng cảm thấy là lạnh rồi nên là sẽ di chuyển đi về thôi các bạn ơi. Cảm ơn quý vị khán giả và toàn thể các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ trải nghiệm cùng kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuấn Nùng xin được kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại quý vị khán giả và các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.